Wow, hôm nay gió quá. Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại kênh YouTube của em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi sáng mùng 9 Tết Quý Mão năm 2023. Em đang đứng ở khu vực đường Phước Hải ngày xưa, bây giờ nó là đường Nguyễn Trãi thưa quý vị. Đường Phước Hải là đường một chiều hiện nay, hướng từ khu vực ngã 6 đi về đây là phía một chiều, sẽ đi về hướng cuối đường. Cuối đường thì sẽ giáp với lại đường Trần Nhật Duật, đường Thoại Ngọc Hầu. Thoại Ngọc Hầu bây giờ là đường Cao Bá Quát. Và những tên đường phía sau đó thì nơi đây là một góc ngã ba giữa đường Bạch Đằng. Đường Bạch Đằng đây thưa quý vị. Hôm nay em thực hiện video này thì em được sự gửi gắm của một người chú hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Phan Thiết, Bình Thuận. Chú tên là chú Nguyễn Phụng. Chú có ngỏ ý là muốn em tìm lại một người bạn thân của chú từ lúc thuở niên thiếu. Thì người bạn thân của chú thì nhà nằm ở trên cái trục đường Phước Hải này, là đường Nguyễn Trãi. Thì đối diện là có một cái xưởng gỗ ngày xưa. Xin mời quý vị xem qua cái hình ảnh của xưởng gỗ ngày xưa trên đường Phước Hải ạ. Dạ, và từ cái xưởng gỗ này, xưởng gỗ hiện nay là nằm ở khu vực này thưa quý vị. Em đã xác định được vị trí là những cái ngôi nhà màu hồng. Rồi cái chỗ phía bên kia em zoom lên để quý vị cùng xem. Dạ đây, đây là cái khu vực mà xưởng gỗ ngày xưa. Thì đối diện với lại xưởng gỗ là có những cái căn nhà bên phía bên đây. Là nhà của bạn của chú Phụng. Thì ngôi nhà có tên là tiệm may Nhung ngày xưa, và bạn của chú là chú Tân. Thì hôm nay em cũng liên kết được với lại những người có tuổi ở khu vực này, thì họ cũng biết rất là rõ về bà con lối xóm ở đây năm xưa. Ở đây là ngã ba đường Bạch Đằng mà hồi nãy em có giới thiệu, và góc bên này thưa quý vị, quý vị thấy là tiệm sửa xe Nhân nè. Ở đây là 88 Nguyễn Trãi, đường Phước Hải cũ đó, là một cái quán bún bò rất là ngon, là truyền nhân của một cụ bà bán bún bò ngày xưa tại Đờ Bô. Và ngay góc này thì quý vị cũng có thể quan sát được là một căn nhà cũng thuộc dạng một căn nhà xưa ở đây. Thì có gặp một cụ bà. Cụ bà là một người đã từng sinh sống ở đây rất lâu rồi. Dạ con chào bà. Con chào mợ. Ở đây em kêu bằng mợ thưa quý vị, tại vì em hay ăn bún bò đó, cho nên là quen cái tên gọi luôn. Dạ con chào bà. Bà khỏe không bà? Cảm ơn con. Dạ. Mấy đây sức khỏe bà ổn không? Ổn. Dạ, ở đây bà có sinh sống với ai không? Có hai đứa con. Dạ. Mấy chú mấy cô chắc cũng lớn tuổi rồi. Dạ, con đi làm hết rồi. Dạ. Bà năm nay được bao nhiêu rồi ạ? Năm nay là 83. Wow, dạ. Bà đang ăn bánh chưng ha, ngon. Bữa giờ bà ăn Tết vui không? Cảm ơn con. À, bình thường. Dạ. Bà ở đây là từ năm 60 mấy hả bà ha? Năm 62 tới bây giờ. Dạ. Trước kia là mẹ của bà. Dạ. Rồi chị đông lắm, bây giờ mẹ cũng chết, chị cũng chết, chết hết rồi. Dạ, dạ. Bây giờ còn bà giờ chắc nay mai cũng sắp đây nữa. Không, bà sống còn lâu lắm, bà rất là khỏe. Bà sống đến 100 tuổi hoặc hơn 100 tuổi lắm. Dạ. Mong ơn trên này cứ thương được đâu mừng đó. Dạ. Chứ cái kiếp con người không biết sao nói được. Dạ, mà còn khỏe mạnh mà. Dạ, dạ. Con chào mợ ha. Mợ đây khỏe không? Khỏe à. Bún bò mình bán hết sớm à. 8 giờ rồi. Con ghé tới là cũng hết rồi. Dạ. 8 giờ 8 rưỡi là hết. Bà dạ. Tưởng con hỏi thăm người hàng xóm lâu năm. Dạ. Thì đằng góc kia có ông Hòa Bình á. Là ngày xưa là được sửa tivi. Dạ. Là cụ Trèo có ổng á, mà bây giờ cũng đi hết rồi.
Dạ. Đi rồi con biết sao đi, chết chết hết rồi. Dạ. Ở đây thì con vẫn biết là cái số người từ năm xưa ở đây á, thì một số người là qua đời, à, một số người là cũng bán nhà đi nơi khác. Đó, bán rồi, nhà nhiều lắm. Dạ. Bà đang nấu cái gì đó, nó có sôi không? Bà nấu ăn chanh, bà dặn lửa nhỏ rồi. Dạ, dạ. Con muốn tìm một cái nhà may nhung ngày xưa, bà có biết không? Bà Tuyết Nhung á. À, bà Tuyết Nhung. Ừ. Dạ. Bây giờ thì hồi ngày xưa bà cũng có đi Mỹ. À, dạ. Bà đi bên đó rồi năm nay là được 4 năm rồi bà về. Rồi mấy năm bà cũng đi bộ xuống dưới biển, bà cũng đi 4 năm nay là bà cũng yếu, mà bà cũng yếu rồi về nhà là bà có đứa con gái tên con Milu. Dạ. Vợ chồng nó làm ăn khá lắm. Rồi còn có thằng con là tên là thằng Đoan hay thằng gì lâu ngày bà quên rồi. À, tôi... Nó đi bên đó nhưng mà nó làm gì cái hội gì tự thiện á. Dạ. Bà nói đó, bà kể với bà là nó đi khắp nơi. Dạ. Chứ nó không có ở chỗ, nó đi làm cái vô cái hội gì giật thiện á. Cũng ở bên nước ngoài luôn. À, mà thằng đó nó ở bên đó, nó không có về, còn ở nhà là có đứa con gái và bà ở với Tiết Nhung á. Dạ, dạ. À quên, xin lỗi, bà ở với con Milu á, Milu là con gái bà. Dạ, dạ. Mà 3 năm nay bà về rồi, bà bệnh rồi, không biết là con bà nó cho bà ở nhà chỗ khác hay là ở đây bà không biết. Dạ. Giờ lâu ngày bà muốn thăm nhưng mà không có lên được. À, bà nhưng, cũng muốn thăm bà. Không có đi được là điều dạ. Thứ nhất. Điều thứ hai là cứ bà ở trên lầu cao, bà muốn vô cũng khó khăn lắm, không có vô được. Dạ, vậy chắc bà với bà Nhung rất là thân ha. À, xưa thân. Xưa thân neo lắm. Dạ. Chị em thân lắm. Dạ. Vậy mợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi mợ ha? 67, 68 rồi. 68. Dạ, vậy là cũng, nếu mà mợ chắc biết người con trai của bà Nhung đó không? Của tiệm bà Nhung không? Không, biết con gái à. À, tại vì có một người chú á bà, à. Con kêu bằng chú, à. Thì chú đó đang ở Phan Thiết, Bình Thuận á. À. Thì chú đó đang tìm một người bạn thân từ thuở thiếu thời á, là bạn thân của chú là chú Tân. Chú Tân là con của nhà may Nhung á. À, như vậy là cái chú đó mà. Là hồi nãy bà không có nhớ tên hả? À, không nhớ tên, cũng như lâu quá rồi. Lâu quá. Làm sao mà nhớ được con. À dạ. Vậy là chú đó là hồi nãy bà nói là chú Đoan ha, nhưng mà chắc có thể là bà không nhớ tên. Không. Chú Đoan với lại chú Tân nghe cái tên cũng na ná nhau. À. Bây giờ cái bà Tiếp Nhung đó còn nè, ở số nhà mấy thanh niên á, thiếu anh qua nhà ông Tân Mỹ á, là số nhà mấy, gặp bà chính xác hơn. Dạ, dạ. Nhưng mà ở trên lầu á khó gặp lắm. Dạ, để con hỏi mấy người xung quanh cũng được. Ờ. Dạ rồi. Dạ con chào bà ha, chúc bà năm mới sức khỏe. Ờ. Dạ, vạn thọ vô cương. Cảm ơn con. Dạ. À. Dạ con xin phép bà ha. À, bà cảm ơn con. À, có gì chút con qua con hỏi thăm bà Nhung bên đó như thế nào rồi con về đây con thông tin với bà biết để cho bà vui ha. À. Dạ con xin phép. Dạ. Ngày xưa bà thương bà lắm. À, em dạ. Cứ hay dắt đi bộ thể thao thể dục á. Dạ, đi dạ. Dưới biển là mấy năm nay bà bị té gãy chân. Wow. Ồ, không có đi được. Hở tung bà té gãy chân. Dạ. Là mấy năm nay bà không đi. Rồi bà cũng bệnh nữa rồi. Con bà có điều kiện, điều thứ nhất là ở trên lầu và điều thứ hai chắc nó cho ở chỗ nào bà không có gặp được. Dạ dạ. Bây giờ chị em muốn thăm cũng khó thăm lắm. Dạ rồi dạ. À. Dạ rồi con xin phép bà ha, để con qua bên kia con tìm trước. Con qua đó dạ. Mở thăm đi. Dạ. Bà cho con mượn cái đây ha. Con lấy đi. Dạ. Dạ rồi con chào bà. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, em được mợ hướng dẫn, mợ chỉ giùm con ha. À. Trước là bà ở gần cái nhà bán cơm tấm nè. Nhà sau, bán cơm tấm, dạ. Sát bên nhà bán cơm tấm, sau bà bán cái nhà này. Rồi bà đi Mỹ rồi là con gái bà mới qua mua bên này. Cái chỗ cái bảng đã đỏ à. Dạ rồi, đó, dạ. Mua này rồi một căn, rồi mua thêm một căn nữa là mở rộng ra. Bây giờ chắc bà ở trên lầu. À phía bên đó ha, đó, chứ còn phía đối diện là bán rồi. Phía đối diện này bán rồi. Dạ. Bán lâu rồi. Dạ rồi con cảm ơn mợ. À, chúc mợ năm mới sức khỏe ha. Rồi cảm ơn. Muốn tìm hiểu gõ cửa vô lên lầu. Dạ rồi, dạ dạ. Đó. Không phải trắng trắng với là bảng đỏ đỏ kìa.
Dạ rồi, dạ dạ. Dạ rồi con thấy rồi, con dạ, thấy rồi. Con rể bà mua luôn hai căn đó, mở là rộng một căn. Dạ dạ. Đó. Dạ rồi con cảm ơn mợ, để dạ, con chạy qua bên đó rồi. Trước. Con lên đó là. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi, và bây giờ là sau khi xác nhận được một cái thông tin thì em trở lại khu vực đây để tìm kiếm ngôi nhà của bà Tuyết Nhung, là nhà may Nhung ngày xưa. Theo lời kể của bà cụ và mợ, mợ là người trong gia đình mà bán bún bò, thưa quý vị. Em cũng quen với cách gọi của gia đình, kêu bằng mợ luôn. Thì ngày xưa là nhà bên này, rồi sau đó bán nhà thì mua lại ở phía bên đây. Để em sẽ tìm hiểu xem phía bên đây thì còn những ai hay không. Hôm nay là mùng 9 Tết, là cũng ra mùng hết Tết rồi. Em sẽ tìm lại đến những người thân quen của những vị khán giả thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn là trong những ngày Tết ạ. Dạ, và căn nhà này dạ, kính thưa quý vị, kính thưa chú Phụng, vừa rồi thì con cũng đã tới ngôi nhà và cũng có tiếp xúc với lại gia đình. Tuy nhiên thì không có được một sự trò chuyện được lâu dài. Mọi sự hỏi thăm đều kết thúc khá là chóng vánh. Tuy nhiên thì con cũng không khai thác được nhiều thông tin về người bạn của chú. Ngày xưa là nhà cũ nằm ở đây, thưa quý vị. Chú Phụng ha, ngày xưa là nhà cũ của bạn chú là ở đây. Rồi lúc bà đi Mỹ thì có bán lại, rồi sau đó bà về thì những người con mua lại cái căn nhà phía đối diện này. Cũng nằm trên trục đường Phước Hải luôn. Và xưởng gỗ cũ năm xưa là nằm ở đây. Xưởng gỗ năm xưa. Em nghĩ cái nhà này là từ xưa tới nay nè quý vị. Một hai căn này. Dạ, và bây giờ thì mọi thông tin cũng không có được đối chiếu thực tế và chính xác. Thì em xin phép được hỏi chú Phụng rằng là ngày xưa bạn của chú ở ngôi nhà có tiệm may là tên Nhung, thì không biết có phải cụ bà là bà Tuyết Nhung hay không. Rồi không biết là chú có xác định được ngày xưa bạn của chú có người em gái hay không. Thì nếu mà chỉ có hai người con, đó là cô gái và một người con trai, thì có vẻ như là chú Tân, bạn của chú, cũng theo lời bà cụ vừa mới kể lúc nãy, thì chú Tân đang làm những công việc thiện nguyện, chắc là trong hội chữ thập đỏ của bên nước ngoài, thì chú cũng có hay đi nước này nước nọ đó. Thì mọi thông tin thì nếu chú Phụng có xem được video này thì có thể để lại những bình luận hoặc là nhắn tin đến con để xác định rằng là có phải những người tên cái đó mà bà cụ vừa mới liệt kê ra có phải là những người mà chú đã từng quen biết hay không ạ. Ở đây quý vị thấy cái căn nhà tạp hóa Hoàng Kim là một căn nhà xưa. Ở ngay góc ngã ba này là một cái góc giao lộ mà khá là thú vị, thưa quý vị. Đường Nguyễn Trãi cũ giao với lại đường Nguyễn Trãi mới. Tại vì đường Vải Chứ ngày xưa là đường Nguyễn Trãi, còn đường Nguyễn Trãi bây giờ ngày xưa là đường Phước Hải. Bây giờ thì em sẽ đi về lại nhà của bà cụ ban đầu để thông tin đến bà. Em về lại nhà của bà cụ.
Dạ con chào bà. Bà tự nấu ăn luôn hả bà? Bà nấu miếng cơm. Wow. Bà đang nấu canh khổ qua ha. Dạ. Cái này là thịt kho hồi Tết nè. Thịt bà kho hồi Tết bà để dành. Wow, cái này là bánh chưng nè, bà ăn chay ha, bà ăn bánh chưng chay hả? Ăn chay nấu mặn cho con ăn. Nấu mặn cho mấy người con của bà. Bà ơi, hồi nãy con cũng có qua bên nhà đó, thì con có gặp một người đàn ông, thì chắc là con rể của bà cụ, con rể của bà cụ nhà may ha, chắc là chồng của cái cô gì Milu mà hồi nãy. Dạ, thì cũng có hỏi thăm nhưng mà rất là chóng vánh, là coi như là không biết. Nhà nó mới chắc nó rễ nó mới về, sau này nó không hiểu đâu. Dạ. Hơn nữa là nó có điều kiện nó đi làm ăn suốt thì nó đâu có ở nhà đâu. Dạ. Thành hàng xóm nó ít có quan tâm lắm. Dạ dạ, cho nên là nói chung nhà sống kín tiếng, không có giao lưu ít gì được. Có giao lưu hàng xóm. Dạ dạ. Với nó có hai vợ chồng nó mà có ai đâu, bà có là mẹ trước kia bà đi Mỹ 4 năm nay là bà về cũng như bà bệnh rồi bà ở không biết, nó cho bà ở trên lầu hay ở chỗ khác bà cũng không biết, mà không có thăm được. Dạ dạ. Thì con cũng trở lại con thông tin với bà là đã con là ông chồng với họ với ông chồng nhà bà thành quen, thành bà muốn giao lưu hỏi thăm vậy á mà. Khó giao lưu lắm con ạ. Dạ dạ. Vậy thôi đèn nhà ai nấy sáng mà ha. Thôi giờ thân nhà ai nấy lo, nhà đèn nhà ai lấy nấy sáng chứ bây giờ. Với trước kia hàng xóm nó thương nhau quý nhau lắm chứ hàng dạ. Bây giờ người lạ không họ ít có tiếp xúc giao lưu lắm con. Dạ dạ dạ. Thôi giờ nó khác hẳn thời xưa nhiều. Dạ dạ, ngày xưa thì tình làng nghĩa xóm rồi tình cảm giữa người với người với nhau lắm, thương thân, nhau lắm. Dạ. Từ đầu đường tới cuối đường thương nhau lắm. Dạ dạ. Biết nhau hiểu nhau hết. Còn bây giờ toàn là người lạ không rồi, đâu còn ai nữa, đây có mình bà. Rồi mà đằng kia thì bây giờ lớp bà bác đi mà lớp thì con nhỏ sau này nó ít có hiểu lắm. Dạ dạ. Dạ thôi con chúc bà sức khỏe ha. Dạ. Dạ con xin phép bà. Dạ con xin chào. Con về cũng nói lại cho người thân nè, bên đó thì thời giờ nó khác chưa nhiều. Dạ dạ. 10 phần nó còn chưa được một phần. Dạ 10 phần chưa được một phần. Dạ. Ở đây thì tình cảm bà con bây giờ cũng khá là xa lạ thưa quý vị. Hồi nãy bà cũng có kể mà hầu như là ở Nha Trang đều như vậy luôn, là bà con cũ bán nhà đi nơi khác, một số thì qua đời, cho nên là những người mới họ về đây sinh sống thì ít có khi giao lưu tiếp xúc với nhau. Cũng có thể kể đến là những cái căn nhà phía đối diện bên nhà của bà nè, 1, 2, 3, 4 đây, thì những căn nhà này hầu như cũng không có thể giao lưu với nhau được. Em cũng hay ăn bún bò ở đây buổi sáng, một tuần em có thể ăn đến 6 ngày bún bò cũng được, và cũng hiểu biết được lối sống sinh hoạt của bà con ở đây ra sao. Một góc đường Bạch Đằng thì góc kia cũng có một nhà của người quen của bạn em, cũng có những người lớn tuổi, em sẽ hỏi thăm bà con ở nơi này xem sao. Dạ thưa quý vị, em gặp lại cô ba bên đường Bạch Đằng, là cô ba là cô ruột của một nhỏ bạn của em. Chào cô ba ha, bữa giờ ăn Tết vui không cô? Vui. Dạ. Cô ba sinh sống ở đây là từ xưa tới giờ luôn không cô ba ha? Từ xưa luôn, hồi lúc mới đẻ luôn. Dạ. Thì ngay cái góc đường Bạch Đằng là giao với đường Phước Hải là ngày xưa nè. Thì cô ba có biết gì về cái tiệm may nhung ngày xưa không? Chỗ đối diện xưởng gỗ ngày xưa á. Cô thì cô biết thôi chứ còn không có quen với lại tiệm may nhung. Dạ. Biết thôi. Tại vì đi qua đi lại mình biết cái tiệm đó thôi chứ còn không có quen. Dạ. Đâu có may đâu mà dạ. Quen được. Rồi rồi cô có biết những người con của gia đình đó không? Không, đâu biết đâu. Chỉ thấy mặt thôi chứ còn không có quen. Dạ. Hình như là một trai một gái hả cô ha? Ừ, trai một gái. Thì có một người chú hiện tại đang ở Phan Thiết á. Thì chú đó cũng đang mong muốn là tìm lại người bạn thổ xưa của chú đó. Thì là chú Tân. Chú Tân là con của nhà may nhung á. Thì hồi nãy con cũng có hỏi thăm cụ bà ngay góc đường đây nè. Thì bà cụ cũng nói là nhà cũng chỉ có hai người con thôi. Có hai người. Còn bà cụ Nhung thì cũng 80 mấy tuổi rồi. Bà lớn tuổi rồi chứ. Dạ. Bà cũng lớn tuổi rồi nhưng mà bây giờ không biết bà ở đâu nữa.
Dạ dạ. Bây giờ không biết bà ở đâu. Dạ. Tại vì hồi đó là con gì giải phóng vô là con như là người ta đi chạy rồi người ta bỏ nhà bỏ cửa rồi thôi chứ cũng không biết. À vậy hả? Dạ. Chứ còn như là ở lối xóm này thì cô biết nè, cô biết được, chứ còn ở ngoài dạ. đó thì nó đúng là nó xa cho nên con thấy ngày xưa ở đây đường đường Hoa Lư ngày xưa cũng là đường Hoa Lư luôn không? Đường Hoa Lư luôn. Là từ xưa luôn, trước 1975 luôn. Hồi dạ. đó cái đường nó nhỏ xíu à. Hầu hết là đường đất không mà. Đất không mà đó bằng nửa cái con đường tráng nhựa bây giờ á. Dạ dạ. À, chứ đâu phải là rộng lớn như bây giờ. Bây giờ nó làm lại cho nên nó rộng lớn chứ hồi đó nhỏ lắm. Dạ. Đất cát nữa chứ đâu có phải dạ, là đi cát. Đường sỏi đá này. Dạ. Vậy là con tìm cái thông tin mà hồi nãy con cũng có tới nhà đó rồi. À. Cũng có hỏi thăm nhưng mà hỏi không có được. Thì coi như là bây giờ con mới xác nhận lại. Con muốn hỏi thăm cái chú mà nhờ con tìm kiếm á. Thì con xin hỏi là có phải là nhà Mai Nhung là bà cụ tên Nhung thì có hai người con, một gái một trai. Thì con trai là chú Tân. Cô có thông tin, cô có nhớ mang máng nào về chú Tân không? Chắc không nhớ đúng không? Thì cũng có hỏi thăm được là chú Tân là bây giờ làm công tác thiện nguyện ở nước ngoài đó, giống như hội chữ thập đỏ đó, là đi chỗ này chỗ nọ để mà đi kết nối yêu thương. Dạ, thì hy vọng là chú Tân mà đúng là cái người bạn mà chú Phụng ở Phan Thiết đang tìm kiếm. Dạ, thôi cảm ơn cô Ba thiệt là nhiều ha. Giờ mới ăn sáng hay là ăn trưa vậy? Ăn sáng. Trời ơi, 11 giờ rồi đó. Tại vì thích ăn gì chứ. À, dạ, dạ. Thôi con chúc con thật nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn con. Dạ, rồi con chào cô. Dạ, đến đây em cũng xin kết thúc video này thưa quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với em. Cũng đi tìm nhà của chú Tân nhưng mà thông tin thì chỉ đến đây thôi. Hy vọng là chú Phụng nhớ ra được điều gì thì xác nhận dùm con là đúng như cái tên mà chú đang tìm kiếm thì chú Tân đang ở nước ngoài rồi. Một cuộc sống cũng ổn định. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau ạ. Chào tạm biệt, trân trọng.